Ok, chào anh em nhé. Lên sóng cho anh em, bọn em cuối cùng của là em chốt hạ đợt lồm đợt 1 này. Thì bên em hiện tại bây giờ là đang hết hàng đây, không còn hàng nhé. Mọi khi anh em mình chỗ này nó sẽ rất là nhiều, chỉ còn có mấy con này khách ok rồi, mai em gửi là hết cho anh em nhé. Hiện tại bây giờ dòng 220 bên em là chốt hết không còn đấy. Thì đợt sau về thì em sẽ báo thêm cho anh em để anh em dễ lựa chọn trong cái tầm tiền. Thì chung chung các cái dòng hút ẩm hàng 220 hay là 110 thì bên em đều có. Và cái giá dao động nó tầm 2 triệu đến hơn 3 triệu một chút anh em nhé. Thì anh em nếu thực sự mà chưa cần thiết, đấy là mình khuyên thật anh em nhé, chưa cần thiết phải dùng hút ẩm thì anh em hãy mua vào các thời điểm khác hơn. Thời điểm này thì nhất là giá cả sẽ đắt hơn so với thời điểm trước từ 2-3 có con 500 nghìn tùy mã. Và nhiều khi anh em mẫu mã lại không được đẹp vì cái thời tiết này thì không sơn xịt được anh em nhé. Nên là đây là em cuối cùng em chốt hạ của đợt này, thì em lên video giới thiệu luôn cho anh em. Con này thì đến thương hiệu Mitsubishi các bạn nhé, dung tích là 14 lít và model sản phẩm đây. Đấy, dòng này nó có dòng 14 lít và dòng 20 lít các bạn nhé. 20 lít là mã đầu 12 đấy, còn đầu 8 là tương đương 14 lít các bạn ạ. Hàng made in Japan luôn. Con này được cái đẹp trai, trắng trẻo sạch sẽ các bạn nhé. Đây càng nước nó ở đây này, các bạn mở ra càng nước nó ở đây này, càng nước đang tém nước cho anh em ca để tầm được 3 lít nước ở đây. Còn đây là cái hệ thống dàn lạnh ở đây các bạn nhé, đây tiện cũng mở luôn cho anh em. Nói chung cái dòng Mitsubishi ta gọi là dòng mít mỏng quạt watt hay mặt không watt này thì dàn con nào cũng đẹp. Đó, nó dàn nó là màu xám. Nó dàn đời mới, giờ cái thanh tản nhiệt nó là màu xanh các bạn nhé. Con này là sơn zin nguyên bản đẹp sạch sẽ. Hãy tiện quay một vòng cho anh em xem. Nói chung với một con hàng Make in Japan mà chất nhựa còn đẹp thế này thì rất là hiếm. Đấy, gọi là con chốt hạ cho anh em. Thì nói chung các cái dòng hút ẩm 220 thì bên mình chỉ làm vài hãng thôi. Thời điểm xưa là dòng Winpour thì giờ rất nhiều anh em đợt này vẫn hỏi em hỗ trợ kỹ thuật, thì em vẫn cứ hỗ trợ cho các bác. Nhiều anh em mà không mua em vẫn hỗ trợ cho anh em xử lý những cái lỗi cơ bản của dòng Winpour anh em nhé. Đây là 14 lít nhé, độ ẩm 80%, còn 7-8 lít độ ẩm tới 26-60% anh em nhé. Đấy, nhiệt độ thuộc nhiệt độ nữa. Hàng Made in Japan, công suất 240W. Chung là một con hàng đời Made in Japan mà chất nhựa này là rất là khó tìm anh em nhé. Ở đây có một cái để anh em cho tinh dầu, dòng mít thì nó hay có. Đấy, hay có đây anh em nhé. Motor vẫy điện luôn, không vẫy tay. Con này chỉ có cái hạn chế là nó không có bánh xe để anh em di chuyển thôi. Đấy, hai bên sườn rất đẹp nhé anh em nhé. Con này nó có mặt quát, dòng này nó có hai dòng, mà dòng mặt quát và dòng không có mặt quát gọi là mít mù. Con này mít có mặt quát, em này có một điểm vẫy vỡ ở đây, còn chuyển va ở đây anh em nhé. Nhưng mặt quát thì chưa bị tối, là không bị loang, vẫn còn rất là sạch đẹp các bạn nhé. Đấy, chung là em này mà cái mặt quát này không bị nữa thì nó quá hoàn hảo, xuất sắc luôn các bạn nhé. Đây nó bật nguồn các bạn nhé, chế độ hút ẩm tự động và chế độ siêu não rất đơn giản thôi. Đây là các chế độ như lọc không khí không hay là sấy sạch sàn này. Đây hiện giờ này, mấy giờ đây các bạn này. Đây cửa vẫy này, thích mở ít hay mở nhiều thì bạn chỉnh lên cho mình. Đấy, 3 chế độ cửa vẫy, mở rộng, mở biết. Đấy, dòng chạy rất là êm nhá. Êm gần như so với dòng 100V. Đấy, dòng 100V êm 10, dòng này là êm 8. Đấy, rất gần tương đương nhau anh em nhé. Với công suất hút 14 lít này thì anh em sử dụng phòng 30 đến 35 mét vuông rất là ok luôn các bạn nhé. Đây còn em cuối cùng này, bên mình báo giá tại thời điểm này cho anh em là giá 3 triệu bao ship cho anh em chìa khóa. Còn nếu có mặt quát này mà cả không bị vỡ thì các bạn mua nó phải tầm từ 33 đến 35 tại thời điểm này anh em nhé. Thời điểm trước thì có thể nó chỉ tầm 3 triệu thôi, nhưng thời điểm này thì anh em mua đắt hơn. Đây là còn cuối cùng là mình chốt hạn cho anh em là 3 triệu cả ship cho anh em nào chuyển khoản hoặc cọc các bạn nhé, để cho dễ. Còn anh em nào mà nếu mà không vội thì các bạn cứ lên mua thời điểm sau. Đấy là mình chia sẻ thẳng cho anh em như thế anh em nhé. Con này là sơn zin toàn tập anh em, không có một tí sơn nào đây cả.
Đấy, anh em sử dụng rất là đơn giản thôi. Đấy, khi đèn báo đầy nó sẽ báo từ full này. Ok, anh em cần thì alo cho mình số điện thoại là 0979 665 264. Thì đợt sau bên em về dòng nào thì em sẽ báo cho anh em. Thường thường nó chỉ có mấy cái dòng cơ bản như là Pala này, đấy, Saab này, Mitsubishi này, Hitachi này. Đây những cái mã cơ bản bên mình hay làm. Còn năm nay thì mình không làm Winpool nữa, làm một số cái mã thương hiệu này. Có anh em nào mà cần các cái hỗ trợ kỹ thuật về các dòng hút đầm này thì cứ báo mình, thì mình sẽ chia sẻ những cái điều mình biết cho anh em để anh em tự khắc phục ở nhà được anh em nhé. Ok, xin chào các bạn ở những video sau.